Bây giờ bánh sau nè, bánh sau để làm hiệu ứng cho nó xoay tròn á, thì chúng ta sẽ vô filter, filter xài cái chúng ta vô cái blur gallery ha. Blur gallery là thư viện về cái hiệu ứng là mờ đó. Blur gallery chúng ta xài hiệu ứng là spin blur nha. Spin blur chúng ta chọn cái này một cái nè. Rồi. Sau khi vô spin blur xong á thì nó sẽ xuất hiện một cái quả cầu xoay này và một cái bảng này. Cái bảng này là bảng tính chất điều khiển, gọi là bảng control á, control property á, nó điều khiển cái vấn đề xoay này. Thì chúng ta mang cái tâm xoay á, chúng ta dời vào cái trục giữa của bánh xe. À, sau đó giảm cái đường kính của cái bánh xe xuống, giảm cái đường kính của cái cầu xoay xuống như đây. Rồi. Sau đó chúng ta tăng cái blend angle, tăng cái góc xoay á, tăng lên. Thì khi đó đó thì cái bánh xe này nó có hiệu ứng xoay được. À, tăng lên. Thì đúng ra thì nó phải nó có một cái bảng bảng gọi là preview á. Bảng preview á, ở đây sao nó mất cái bảng preview rồi. Đúng ra thì nó có cái nút preview á, nó show lên chúng ta thấy cái kết quả. Cứ tăng lên ha. Rồi nhấn ok. À, nhưng mà có một cái là hai cái bánh xe này á, chúng ta phải cho nó ở lên trên đó. Hai laser này nè, hai laser nó liên quan tới vấn đề xoay á, chúng ta mang lên trên á thì mới thấy được nha. Rồi lúc nữa ở dưới cái xe hơi nó che lại rồi thì là lại lần nữa nè, đứng tại và laser sau filter blur, blur gallery xài cái hiệu ứng là spin blur. À, rồi kéo cái tâm này về cái tâm của phía xe hơi này, cái bánh xe hơi này đó. Như thế này. Rồi giảm cái đường kính nó xuống để tác động đúng vô cái vòng xoay của chiếc xe hơi này thôi, bánh xe này thôi. Chúng ta thấy là bánh xe bắt đầu nó xoay rồi đó, tăng góc lên. Tăng cái giá trị blur angle lên. Đó, chúng ta thấy nó quay tròn xoay tròn rồi này. Rồi nhấn ok. Đó, chúng ta thấy là bắt đầu nó tiến hành là nó xoay rồi đó. Nó xoay tròn rồi này. Ha. À, mà kỹ nữa có thể dùng thêm một cái mặt nạ, dùng thêm một cái mặt nạ, sau đó dùng một màu đen á, cọ brush màu đen cho ta xóa bớt đi, xóa bớt cái này đi để chúng ta không thấy cái vấn đề nó đang bị lấn ra ngoài cái vành ngoài của xe đó, đó xóa bớt này đi cho nó chỉ xoay tròn trong cái bánh xe thôi. Tương tự như vậy cái bánh trước cũng vậy, bánh trước chúng ta vô filter blur gallery, sau đó xài cái spin blur. Đó, xài cái spin blur rồi kéo cái tâm này vào đây. Kéo cái tâm này vào đây rồi thu nhỏ đường kính nó xuống. Ha. Rồi có tăng cái giá trị lên thì nó sẽ xoay tròn là những ok này. Đó. Rồi, và chúng ta thấy là hai bánh xe nó đang chạy đấy chứ. Ha. Nó đang nó cũng đang chạy rất là nhanh, cái tốc độ cũng rất là cao đó. Rồi ok ha, như vậy rồi xin mời lớp mình làm thầy.